C1111, một quả cầu trắng và hồng khá tinh khiết, ít bị phèn vàng và cân nặng khá là to, đường kính khá là lớn, thích hợp để ở phòng khách chính trạch, tạo ra ngôi nhà bình yên năng lượng. Quả cầu này nặng 24,7 kg, một quả cầu có chất hồng khá là trong, khá là đẹp. Các bạn thấy quả cầu nó cùng với chất hồng cục này các bạn này, cục này, nhưng mà khi làm thô ra, đánh bóng ra cần cục lớn hơn các bạn, mới có độ trong được, độ trong và độ hồng được. Các bạn thấy những cục đá hồng, cục này thì không thể làm được do khá nhiều vết nứt. Để tìm đá Việt Nam, để tìm được một cục đá thay hồng vừa trắng vừa hồng ít phèn nứt thì khá là khó, hiếm. Đá Việt Nam có một đặc điểm năng lượng khá là lớn các bạn, năng lượng khá lớn. Đá Trà Anh được sinh ra ở những vùng núi lửa Tây Nguyên, năng lượng địa chất khá lớn các bạn. Nếu các bạn đang cần một quả cầu để trấn trạch, để đặt phòng khách, để quầy thu ngân hay để khu vực kinh doanh, để tăng năng lượng, tăng sinh khí cho không gian của mình, thì các bạn hãy sử dụng quả cầu này. Anh em nhà sàn chuyên cung cấp các loại đá phong thủy tự nhiên và chế tác các loại vật phẩm phong thủy khác. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.